vô. Sao vậy? Em muốn làm giống vậy nè. À, để em coi coi. Khó quá à. Bởi em bị đập lệ luôn á. Ờ, cái này đâu phải đâu. Cái này á là mình sẽ dùng những cái hiệu ứng ha. Dẹp lép à, luôn. Cho em đập một cái. Dẹp lép luôn. Rồi. Cái hình này là mình không cần in hình của em ra đâu. Mình sẽ làm được luôn. Đó. Tưởng anh đập em dẹp lép vậy thôi. Ok, thì cái phần mà cái ảnh mà em thấy trên cái clip đó đó thì là nó không phải là mình phải đi chụp ra một cái hình, mà mình sẽ chụp một cái tấm hình giống như cái kiểu mà khi mà mình bị đập bẹp xong mình giãn chập bẹp này nè, đó thì mình sẽ dùng cái từ à, đúng không? À, giống như kiểu là khi mà mình bị ai đó đập bẹp cái mình giống như dính vào trong tường á, đó, đó, đúng không? À, đúng rồi. Nên như này nè, 1 2 3. Trước tiên là em nhảy cái đã, em nhảy trước rồi em nhảy thử đi. Đó. Rồi, bắt đầu xoay rồi ngang đây, bắt đầu tới ngang ở giữa này sẽ dừng lại nè, ngồi xuống. Hay là đã sẽ bị đập bẹp. Rồi sau đó mình sẽ bật dậy và mình sẽ cuốn cái tấm ảnh của mình vô. Đó. Rồi, bây giờ sau khi em nhảy xong rồi đúng không? Là em bị đập bẹp cái là mình bật dậy. Sau đó bắt đầu mình ngồi xuống. Rồi. Bắt đầu mình đẩy rồi đó, bắt đầu mình đẩy cái con lên, hất nó lên. À. Đúng rồi. Đấy. Sau là con mình sẽ thấy là cái cuộn của hình mình cuốn vô trong.